Trường Trung học phổ thông Thốt Nốt khai giảng năm học 2022-2023 vào sáng nay, 5 tháng 9. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo quận Thốt Nốt cùng tham dự. Qua cùng niềm vui chung của học sinh trên cả nước, thầy và trò Trường Trung học phổ thông Thốt Nốt cùng nỗ lực gặt hái nhiều thành công trong năm học mới. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn trường tại lễ khai giảng. Năm nay, trường có 43 lớp học ở 3 khối lớp 10, lớp 11 và 12. Riêng khối lớp 10 có 15 lớp với trên 560 học sinh.